sáng nay sở giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập trường trung học phổ thông nguyễn văn thoại phường hòa xuân quận cẩm lệ theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trường trung học phổ thông nguyễn văn thoại là đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của giám đốc sở giáo dục và đào tạo có tư cách pháp nhân có con giáo riêng và được mở tài khoản theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố bổ nhiệm ông Đặng Hùng Thương, Phó Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường thời hạn 5 năm, điều động ông Phan Hữu Thịnh, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hòa Hà Thám về làm Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại được xây mới khối nhà 3 tầng, 15 phòng học, 8 phòng chức năng với tổng kinh phí đầu tư hơn 71 tỷ đồng. Trong năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông huyện Văn Thoại tuyển sinh 7 lớp 10 với 287 học sinh.